quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Bão Ngầm. Phim Bão Ngầm tập 12, trùm cuối của đường dây buôn ma túy là ai? Phim Bão Ngầm tập 12, vùng nhỏ muốn truy ra trùm cuối, Bão Chư đã khỏe lại và tiết lộ việc hắn không chỉ buôn mấy cân đá. Phim Bão Ngầm tập 11 tối qua có những tình tiết cho thấy Hùng Nhỏ cuối cùng cũng lộ diện chính là cảnh sát ngầm Hải Triều. Hùng vẫn cứu Lão Chư thoát khỏi sự truy kích của lực lượng cảnh sát ở trang trại. Hùng đưa Lão Chư đang bị rắn cắn xuống núi, trên đường thì gặp một bạn tù nhà gần đó. Người bạn này nhận ra Hùng và đưa về gặp ông chú là người chở gỗ. Lão Chư đưa cho Hùng một số tiền nhờ người chú chở xuống núi điều trị vết thương. Thật ra người chú chở gỗ đó chính là trưởng phòng Hà và người bạn của Hùng chính là trinh sát. Kể cả người lái taxi chở Hùng và Lão Chư vào trạm xá cũng là lính của ông Hà. Họ diễn như thật khiến cho ông trùm ma túy không thể nhận ra, càng tin Hùng hơn. Ở trạm xá, Hùng đã bế Lão Chư chạy thoát sau khi nhận tin có đội biên phòng đến kiểm tra. Trong một tình tiết khác, vợ chồng thượng tá Tuất tổ chức ăn mừng với hai trinh sát cấp dưới là Lâm và Long. Lâm cùng vợ chồng thượng tá Tuất Hạ Khê khi cho rằng Hùng và trưởng phòng Hà lần này sẽ bị kỷ luật, xem xét trách nhiệm vì để Lão Chư trốn thoát lần nữa. Phim Bão Ngầm tập 12 tối nay ngày 8 tháng 3 lúc 21 giờ trên kênh VTV1 hé lộ cảnh Hùng Nhỏ tiết lộ với một đồng nghiệp phần nào hiểu lý do vì sao Lão Chư vẫn chưa bị bắt. Lô hàng đó là của một thằng có tên Toàn Thì Đốm. Thằng này có nhà máy đóng bánh trong nước. Thằng Chư chỉ là người kết nối với khách tàu, giao hàng ăn phần trăm. Kênh giao dịch của chúng nó là thằng Huy Đạt. Thằng này là chủ vũ trường giữa Hà Nội. Em có gặp ở nhà ông Chư rồi. Có nghĩa là Lão Chư không phải là trùm cuối. Ở một diễn biến khác, Lão Chư đã khỏe lại. Hắn có vẻ muốn thu nạp Hùng khi nghe Hùng tiết lộ sẽ giặt vào Nam hoặc qua Campuchia làm bảo vệ sòng bài. Khi Bão Ngầm tập 12, vậy trùm cuối là ai? Chúng ta cùng nhau đón xem nhé.